in their win against USF. Just a sophomore, but plays so mature. If Santa Clara is going to have a chance, bây giờ sẽ là tình huống tip off để chúng ta bắt đầu trận đấu này. Trận này thì chói quá anh em. Và bóng dành cho cao thủ bên phía Gonzaga. Và hôm nay Gonzaga vẫn mặc áo đen. Lô hello mọi người, chúng ta điểm danh số 25 để bắt đầu. Trận này nó chói ác luôn ấy. And now Santa Clara with the basketball. Người điểm danh số 25 nha. Cú đá một team đến từ cao thủ Gonzaga và cướp được bóng đến từ Thảo My. Thảo My là người dẫn bóng lên. Maxwell. The Zags come away with a steal. Thảo My là người cầm bóng. Two of the most experienced teams in the conference. Of course, the Zags with the trọng tài đã cắt còi vì một tình huống mắc lỗi tấn công đến từ cao thủ bên phía Gonzaga. Nice to be able to lean on a couple of fifth year senior guards that have hello mọi người nhá. Kind of scenario, mọi người có bị chói quá không? Nhưng mà nó chói thật. Sân này là nó bị chói thật nhưng mình cũng không biết làm thế nào cho nó đỡ chói cả. Để hỏi anh em kỹ thuật xem có hạ được cái màu xuống không. Quả ném 3 điểm đầu tiên thành công của trận đấu này thuộc về Santa Clara, đội chủ nhà. Đội bóng đang có record tốt nhưng đó là điểm tính và kể cả một quả ném phạt nữa. And one. Đó là một cú mid-range ghi 2 điểm cộng and one đến từ Thảo Vy. Bây giờ là cơ hội ghi 3-point play. Today that is the most in Gonzaga school history. Averages about 11 points per game and a conference leading 6 assists per contest. As she does complete the 3-point play. Và đó là quả ném phạt thành công đến từ Thảo Vy, 3 đều. Pressure here from the Bulldogs. And now a trap. Tiếp tục là một cú đá một team và lần này là tranh bóng. Tình huống tranh bóng để lấy về bóng luân phiên dành cho Gonzaga. Trọng tài thì vẫn chỉ là bóng xuống dành cho các cầu thủ bên phía Santa Clara. Ba đều. Này chói quá, không nhìn thấy số áo của đội bạn luôn ạ. Đây là Frawley. Frawley bị phạm lỗi bởi Thảo My. À không, như vậy đó là tiếng lỗi tấn công của Frawley. Chính xác là lỗi của cầu thủ mang số 34, đó là Tessio. Đội bóng trở lại với Gonzaga. Trận đấu vào lúc 7 giờ thì cũng là giờ khá sớm. Hôm nay vẫn là ngày đi học đi làm. Nên là có lẽ là cũng hơi khó xem một tí. Tiếp tục là Vy đưa bóng cho Ejim ở phía trong. Ejim ủi vào rất nhanh và bánh shot thì chưa tốt. Maxwell pull up mid range và hai điểm tính dành cho Maxwell. Một pha xử lý khôn ngoan ở trong khu vực hình thang. Not only in the WCC but really the entire country. And she gives Gonzaga a 5-3 lead. Hiraki, được truyền ra của Hiraki. Frawley. Một phá vào trong của Tessio. Vẫn đang phòng ngự khu vực rất hay đến từ Gonzaga. Xoay sở vào phía sau. Ui rồi nó ủi. Khỏe thế. Quả trung phong vừa rồi ủi Thảo My. Chỉ biết giật lùi về thôi. Quá to. Sau đó thì có một tiếng phạm lỗi của Gonzaga và đem về một quả, hai quả ném phạt dành cho Santa Clara. So kind of a disjointed possession there for the Broncos, but it does result in a couple of free throws. As we get a look at Lisa Fortievi, and that's going to be her head coach at Gonzaga. All she's done, 251-61 win-loss record. Người ném trượt phạt đó là Lara Emerson. Coach of the year in 10 seasons. Phạt hai cũng chính xác. Ném hai được một thôi. Currently ranked 17th in this week's AP poll. Đây là Eliza đưa bóng vào trong cho Ejim. Xoay sở rất hay với một tình huống spin cùng với một cú layup tay trái của Ejim. Tỷ số bây giờ là 7-4. Như là đang có tín hiệu điều chỉnh màu sân từ ban tổ chức mà nó vẫn chói như thế. Và lấy up không có điểm được gì. Bóng dành cho Gonzaga. Giọng làm cầu. Làm cầu mệt lắm. Maxwell có tiếng lỗi phòng ngự. Đó là lỗi của Emerson.
Có lẽ là tầm giờ này đúng giờ mọi người đi học đi làm nên là cũng đang chat khá ít. Sau khi điểm danh thì cũng không thấy nhiều người chat nữa. Mọi người check xem giúp mình là có bị trói quá không nha. Maxwell. Tiếp tục là Maxwell vượt qua, được chuyền vào trong cho Ejim. Kick ra ngoài, open 3, cú ném 3 điểm, shot rổ. Đến từ vị trí của Trương Thảo Mỹ. Thực ra là không sọt lắm nhưng mà nó cũng vào rổ. Và ném 3 điểm thành công của Thảo Mỹ. 14. Tess Hill ném đã bị block bởi Eliza. Tranh chấp rất quyết liệt và bóng lên dành cho Gonzaga. Chói, biết là chói, biết làm nào cho đỡ chói. Đợi tí nha, để mình tham khảo những kỹ thuật. Is a perfect example of why they're so hard to defend. It's a pick your poison. You want to double Ejim inside. It's going to leave a shooter open. Phối hợp hay, Eliza trong bên đưa bóng cho Ejim và pha gõ bảng rất đơn giản. And when you can pass the ball like that, it's tough to defend. You can see why this Zags team averages better than 81. Đội bạn mặc áo trắng là gần như là không nhìn thấy gì luôn. Zags on a 12-1 run. Frawley, Tess Hill. Đây là Schaffer, quả ném 3 điểm ngay. Không thành công và box out tốt đến từ Gonzaga. Rebound bao của Ejim và bây giờ là Thảo Vy cầm bóng lên. Thảo Mi. Ejim ở ngoài, đưa bóng cho Maxwell. Có screen, tiếp tục là Maxwell đưa vào trong. Ejim quá khỏe nhưng tình huống layup vừa rồi thì hơi vụn. Tess Hill. Santa Clara's made just one field goal. Khoảng cách đang là 8 điểm. Họ mới có duy nhất một field goal từ đầu trận mà thôi. Tiếp tục là Tess Hill có những cú crossover, một cú mid range không có điểm được ghi và Maxwell là người có rebound. Thảo Mỹ được bóng lên dành cho Thảo Mỹ. Maxwell cut and shoot 3, không thành công rồi. Maxwell khởi đầu đang hơi gạch. Broncos just trying to get to this under 5 media till it pretty and a nice answer. The Broncos needed that basket. 62, field goal thành công thứ hai của họ. Edmondson with 3 early points. Broncos down 6. Eliza. Gonzaga. Đưa bóng cho Maxwell, sau đó là một screen. Eliza chạy bài hay. Thảo Mi chưa ném được. Tiếp tục là Mi. Thảo Vy cut and shoot 3. Không thành công nhưng có một tình huống rebound từ Eliza. Thảo Mi ném 3 ngay. Thành công đến từ tiếng ra tay của Thảo Mi. Và đó là 2 trên 2 tiếng ném 3 thành công. Mọi người đợi tí nha, để mình đang kiếm lại cái link khác cho nó đỡ chóe, đỡ chói. À không, nó vẫn chói thế. Cướp bóng của Thảo Mi. Không, đây là Thảo Vy. Eliza ném 3, như là không thành công. From Hollingsworth, the rebound tapped and controlled by Santa Clara. Inside of 4 minutes to go here in the first quarter. Mọi người đợi tí nha, đang chỉnh link. The Gonzaga lead. Tess Hill's yet to score for Santa Clara. Em nhé. Đi chơi với người yêu làm gì có người yêu? Đi chơi quá hay chơi tận tuần. Ừ, em post ngày xưa cũng học Santa Clara. Pha thành công. Phạt 2 chính xác của Tess Hill. Khoảng cách bây giờ là 7 điểm dành cho Gonzaga. 15-8. Bree đã vào sân. Cùng với đó là Clyde O'Connor. Đây là Bree. Thảo Vy, bún up ném mid range, chưa có điểm được ghi đến từ cú ném của Thảo Vy. Tess Hill, đột phá vào trong của Tess Hill. Vẫn đang tìm hướng chuyển bóng khi mà Gonzaga vẫn đang thủ zone khá là rát. Trận đấy mình chưa biết nha, để mình hỏi anh em kỹ thuật đã, nhưng chưa chắc chắn là có link hay không. Pha xử lý tốt bằng tay trái của Tess Hill để ghi 2 điểm. 10-15. Bree Slavin. Đột phá vào trong của Kalistok và một tình huống banh shot tốt từ Kalistok. Kalistok. 17-10, quy 1 còn tầm 2 phút nữa.
Đột phá vào trong. Được chuyền quá mạnh đến từ cầu thủ mã số 52. Đó là tiếng chuyền lỗi của Emma Schaffer. Thêm một turnover nữa của các cầu thủ bên phía Santa Clara. Vẫn là Thảo Vy là người cầm bóng lên. Calistoke. Hai bên cũng đã vào sân. Screen hay đến từ Bree. Được truyền xuống đáy. Phối hợp rất mượt. Và đó là hai điểm được lên dành cho hai bên. Một tình huống phối hợp cực kỳ mượt đến từ bộ ba. Đó là Thảo Vy. Bree cùng với người ghi điểm. Đó là hai bên. Phủ đèn midrange không có điểm được ghi dành cho Santa Clara. Rebound vào tốt đến từ Gonzaga. Thảo Vy. Calistoke vẫn đang là những pha luân bóng khiến cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Santa Clara gặp khá nhiều khó khăn. Eliza phía trong, một cú spin move, nhưng pha bánh shot này thì không tốt. Tiếng rebound vừa rồi là của Emerson. Tess Hill. Đường chuyền ra ngoài cho Frawley. Đây là Jason KD. Đột phá vào phía trong. Một tình huống tựa bảng rất hay từ Tess Hill, người đang thi đấu nổi bật nhất bên phía Santa Clara. 12-19, còn cách vẫn là 7. Calistoke. Và đột phá của Bree. Đưa bóng lại dành cho Eliza. Calistoke. Đưa bóng cho Thảo Vy. Thảo Vy ném 3 điểm. Và cú ném 3 thành công đến từ Thảo Vy. Hôm nay thì cả Vy và My đều đang hot hand. Cả hai đều đang có được 6 điểm đến lúc này. Và vừa rồi là quả ném 3 thành công đầu tiên đến từ Thảo Vy. 6 điểm, 2 rebound. 22-12. Khoảng cách là 10 điểm. Còn 6 giây đột phá ghi điểm tốt. Và đó là 2 điểm cuối cùng để khép lại hiệp đấu thứ nhất. 22-14. Là kết quả cuối. Chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Tỷ số đang là 22-14, khoảng cách là 8 điểm dành cho Gonzaga. Risa Lebian. Và crossover hơi chuối một chút nhưng vẫn là bóng của Gonzaga. Đưa lại cho Thảo My. Ezodito cũng vào sân. Và Thảo Vy đang tạm thời ra nghỉ. Đường chuyền hay đến từ Thảo My và có điểm được lên cho hai bên. Có thêm một kiến tạo nữa dành cho My. 24-14. Phần là chính, phần tiếng bắt cuốn là 10. Rất là nhiều nha. Cảm ơn Imuyen 24. Đang có nhiều hơn rebound dành cho Gonzaga. Và kể cả kiến tạo cũng vậy. Chuyền của KD. Có khoảng trống. Một cú pump fake nhưng mà lại không fake được. Nhưng trọng tài tính là một tiếng phạm lỗi của Bree. Người vừa bị phạm lỗi là Hiraki. Số turnover của hai đội thì cũng đang xem nhau. Ejim cũng đã quay trở lại sân. Một tiếng chạy cắt của Hiraki. Cú ném midrange đã bị block. Đó là pha block hay đến từ Ezolito. Risalabian ném 3 ngay. Hơi vội, không thành công. Nhưng có offensive rebound. Nhưng không có điểm được ghi. Thêm một off rebound nữa. Và lần này thì là 2 điểm. Với pha reverse của Ejim. Hello Trang nha. Mấy trận vừa rồi anh bận. Nghỉ mất tuần. Tỷ số là 26-14. Quả ném deep 3. Không có 3 điểm được ghi dành cho Santa Clara. Thảo My. Ejim. Đây là bóng của Ezolito. Chạy cắt hay đến từ Thảo My. Bree đưa bóng vào trong dành cho Ejim. Ejim ủi vào, lay up tay trái. Và 2 điểm tính nữa dành cho Ejim. Quá khỏe, quá mạnh mẽ, quá nhanh. Đến từ Ivone.
28-14, khoảng cách đang dần được nới ra. Bây giờ là con số 14 rồi và time out đến từ Santa Clara. Táo. Nói vui vui gọi là Tết đến đít rồi. Rồi, quay lại với hiệp thi đấu thứ hai. Với 8 phút cuối, khoảng cách đang là 14 điểm. Trận LSU với South Carolina 8 giờ. Ok, để mình báo kỹ thuật nhé. Mình hỏi xem nó có link không đã. Chuyền của Ezolito. Maxwell. Đây là Ezolito đưa bóng cho Thảo My. Thảo My và Tess Hill. Đây là Hyman. Được chuyền vào trong và Ejim vẫn xử lý được bóng. Cô đến 3 ngày. 3 điểm qua mượt. Cú ra tay rất nhanh đến từ cú cắt and shoot của Thảo My. 3 quả đánh 3 thành công và hiệu suất hình như đang là 3/3 100%. Hiệu suất của Thảo My vẫn đang là 100% ở ngoài vòng bán nguyệt cho My. Hôm nay My thi đấu chói luôn. Ném không biết trượt và đem về tương đối nhiều kiến tạo. Teske. Tình huống mà hàng phòng ngự của Gonzaga đã bỏ quên hai cầu thủ bên phía Santa Clara phía dưới. 23-40. Nó vẫn loanh quanh khoảng cách 17-19 điểm. Ezolito. Nào bắt lỗi 8 giây. À không, lỗi này của nữ chắc phải 10 giây. Vì họ có 30 giây tấn công. Hiraki là người cầm bóng. 1 phút 10 giây cuối của hiệp đấu thứ 2. Shot clock là 12 giây tấn công. Một pha ghi điểm tốt đến từ các cầu thủ bên phía Santa Clara. Khi mà Bree là người phòng ngự không thành công của tiếng vừa rồi. Tiếp tục là Thảo Vy. Đưa bóng cho Ejim. Bree Salabian. Quả ném 3 của Bree không thành công nhưng có offensive rebound. Sau đó là một cú lay up rất nhanh bằng tay trái của Ejim. Rất nhanh lao vào rebound. Và sau đó là bật nhảy lay up luôn. 42-25. Khoảng cách vẫn là 17 điểm. Và chưa có tín hiệu gỡ xuống của Santa Clara. Tess Hill đột phá một cú floater điểm tốt từ Tess Hill. Người đang gồng gánh toàn bộ gần như số điểm của các cầu thủ bên phía Santa Clara đến lúc này. Tess Hill có 12 điểm, 14 điểm rồi. Đường truyền không chính xác của Thảo Vy. Đối phương đã phòng ngự hay. Và vừa rồi là lỗi phòng ngự đến từ các cầu thủ Gonzaga. Lỗi của Ejim. Có lẽ là đó cũng là tình huống cuối cùng của trận của hiệp 2 trận đấu này. Còn có 1.9 giây thôi. Như vậy là còn 3.5 giây. Rồi, trở lại nốt với 4 giây cuối của hiệp đấu thứ hai nào. Khoảng cách đang là 15 điểm dành cho Gonzaga. Chúng ta đang có mặt ở The Levy Center, sân nhà của Santa Clara University. Sân này nếu xét về mặt sức chứa thì chắc cũng không bằng The Cannon. Tess Hill. 1 giây, cú ném của Tess Hill và đương nhiên là không có gì cả. Nhưng trọng tài thổi lỗi. Trọng tài thổi lỗi của Ezolito và 3 quả ném phạt dành cho Tess Hill. Vãi cả lỗi của này á. Trọng tài thổi lỗi và 3 quả ném phạt dành cho Tess Hill. Ảo thật đấy. 3 phạt luôn.
một tình huống phòng ngự nó hơi bị thừa của Ezra Little. Một phạt trượt rồi. Không thấy ai chat nữa nhỉ. Phạt hai thành công. Box score bác có bác ơi. Đây tôi gửi cho. Hai phạt chính xác. Và đó sẽ là kết quả cuối cùng của thời gian nghỉ giữa hiệp, 42-29. Khoảng cách là 13 điểm dành cho Gonzaga. Đây mình vừa gửi bạn nhìn chân ý, cái box score nha. Tỷ số cuối cùng là 42-29, khoảng cách là 13 điểm cho Gonzaga. Anh cảm thấy cô đơn à? Ừ. Nói 2 phút, à 3 phút không có ai trả lời. Không có ai nhắn gì tưởng. Không có ai xem. Rồi, chúng ta sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp nha. Làm tí nhạc. Involved offensively if they want to get back into this one. Both teams will have their starting fives on the floor here to begin the third quarter. It'll be Santa Clara possession. Final game of a three-game homestand for the Broncos. They're trying to go 3-0. They clobbered Pepperdine and also knocked off USF here last week. Rồi, hello Nguyễn Thành. Hello bạn Trần Linh, hello Nguyễn nhé. Chúng ta điểm danh lại số 25 để bước vào hiệp thi đấu thứ 3 nào. Tỷ số đang là 42-29, khoảng cách là 13 điểm đến cho Gonzaga. Đường chuyền vào trong của E-Dream. Tiếp tục là E-Dream. Xoay sở khá linh hoạt và một tình huống ném mid-range rất hay. Hai điểm tính. Có khả năng và trình độ để chơi cho một câu lạc bộ nào ở Mỹ không? Nói về trình độ thì mình chưa dám khẳng định. Nhưng mà nói về định hướng của hai chị em MV thì không phải là định hướng lên chơi ở WNBA. Đó là định hướng được đề ra từ trước rồi. Nên là việc xét về mặt trình độ nó cũng hơi là khó, hơi khó nói. Bởi vì lên NBA thì cần phải có draft, cần phải có pick này nọ, các thứ. Nó cũng giống như ở bên Nam thôi. Lâu Nguyễn Thanh nha. Đường chuyền rất hay, pha lay up có điểm tính và N1 dành cho Thảo Vy. Lần thứ hai trong trận đấu này mà Thảo Vy đem về những tình huống ghi điểm cộng ném phạt. Đường chuyền và phối hợp vô té xỉu. Cơ hội với một cú 3 point play, 10 điểm 3 rebound. Và bây giờ là điểm số thứ 11 của Thảo Vy. Hai lần đem về những cú N1 như vừa rồi. 47-29, khoảng cách là 18 điểm cho Gonzaga. Khởi đầu tốt với chuỗi run 5-0. Tessio. Một pha thủ rất rát từ Gonzaga và Maxwell là người thu hồi bóng thành công. Đường chuyền dành cho Thảo Vy. Vy và Florley. Maxwell. Đưa bóng cho Thảo Mi. Eugene vào phía trong. Eugene đột phá vào vị trí của Em Anderson. Một tình huống bị rổ đè nhưng không sao hết. Nhưng vẫn off rebound, vẫn có rebound kick ra ngoài. Wide open 3, thành công đến từ cuộc cut and shoot 3 của Trương Thảo Vy. Quá hot hand. Hot hand đến từ Thảo Vy. Với một tình huống ghi 3 điểm thành công tiếp theo. Và vừa rồi đó là điểm số thứ 14 của Thảo Vy rồi. Hai lần liên tiếp đem về những cú 3 point play. Sau cú N1 và vừa rồi là một. Vừa có một tình huống ném tráng rổ ra ngoài. Lỗi phòng ngự đến từ các cầu thủ Santa Clara. À quên, lỗi tấn công. Schaefer on the rebound, her first.
Broncos have still yet to score Hyman. In the third quarter. Eliza, cú ném của Maxwell, vị đạo hơi lệch. Hôm nay tay ném của Maxwell cũng không phải là quá tốt, có khoảng trống, bắt và ném, không có điểm. Cú ném không thành công của Thảo My, mất cái hiệu số 100% rồi. Hiệu suất 3 của My đang là 3-4. Schaffer, đường truyền ra ngoài dành cho Tess Hill. Vẫn là Tess Hill, còn 8 giây đến shot clock. Đường truyền vào trong và cướp bóng hay từ Hyman. Nhưng Hyman sau đó có một yếu xử lý nó hơi chuếnh một chút. Có bóng trở lại và ném 3 điểm không thành công của các cầu thủ bên phía Santa Clara. Một cú rebound rất mạnh mẽ từ Thảo My. Đây là Thảo My. Hyman đưa bóng lại cho Vy. Đây là Maxwell. Maxwell đột phá vào trong, behind the back, vẫn chưa đột được, được truyền ra ngoài. Thêm một cú cắt and shoot 3 nữa. Lần này thì vẫn không thành công, có rebound dành cho Eliza. Và layup không thành công của Eliza. Đường truyền cho Schaffer. Một pha thủ hay và đó là tự hủy đến từ Santa Clara. Outbound, bóng lên cho Gonzaga. Hiroki rời sân. Eliza. Và chạy cắt vào của Thảo My. Đường truyền ra ngoài. Có khoảng trống. Kalistok chưa ném. Đường truyền lại. Đây là Eliza. Eliza ủi vào trong. Tiếp tục là Eliza rất khỏe. Nhưng cú lay up tay trái thì lại chưa thành công. Đang có một thời gian đứng điểm hơi lâu của cả hai đội. KD. Phá thủ rất chắc từ hai bên. Sau đó là một steal của Kalistok. Hôm nay thì số steal của Gonzaga đang không đếm được rồi. Rất nhiều. Đường truyền vào trong hơi khó. Một ý đồ truyền hay của Maxwell. Nhưng thiếu thực hiện thì hơi khó đối với Eliza. So scoring drought là 2 phút 34 giây. Tess Hill ném 3 điểm. Tiếp tục hỏng. Rebound dành cho Schaffer. Đường truyền ra ngoài. Step back ném 3. Thành công đến từ tình huống ra tay của Santa Clara. Khoảng cách được kéo về con số 18. Với cú ra tay vừa rồi. Thảo My. Vì đang có thời gian nghỉ ngơi. Đường truyền lại cho Hyman. Tiếp tục là Hyman. Đường truyền xuống góc không độ. Dành cho Thảo My. Có khoảng trống. Eliza bắt và ném. Không thành công nhưng rebound. Không dành cho Gonzaga. Hôm nay thì ngoài Cassio thì Olivia cũng đang có được 8 điểm. Có screen. Tiếp tục là Cassio. Đường truyền dành cho số 23 của Santa Clara. Kadi. Phá xoay sở khay nhưng không có điểm. Trọng tài xác định là có 2 phạt dành cho Schaffer. Lỗi là của Kalistok. Như vậy sẽ có một tiếng gọi timeout đến từ Gonzaga. Như là timeout đầu tiên từ đầu trận rồi. Gonzaga đã ném hơi gạch. Thực ra là hai đội đều gạch nó hơi chối tỉ. Hai phạt dành cho Emma Schaffer. Một phạt thành công của Schaffer. Hôm nay free throw thì Santa Clara có tới 9 quả ném phạt. Con số này của Gonzaga chỉ là 3 thôi. 50-34, khoảng cách được kéo về con số 16. Ezolito bị double team. Nhưng trọng tài xác định sẽ là bóng luân phiên. Và sẽ là vẫn là bóng xuống chăng? Đúng rồi, bóng xuống.
Thảo My. Tiếp tục là Thảo My chủ động contact, đang bị hai người theo kèm. Đường truyền nhanh dành cho E-Dream. Ezolito có khoảng trống, chưa ném. Trở lại cho E-Dream còn 7 giây thôi. Maxwell wide open 3. Nhưng hôm nay đúng là những cú ném của Maxwell không có được cảm giác tốt. Cái cự tay hôm nay đang không phải là ổn của Maxwell. Khi liên tục là những cú ném nó hơi lệch. Test Hill, đường truyền xuống góc không. Đột phá vào trong. Nhưng ngay lập tức là tình huống lui về hỗ trợ trong khu vực bảng rổ cùng với Hybern tới từ E-Dream. Và qua người, chưa có khoảng trống dứt điểm, đường truyền lại phía sau còn 10 giây thôi. Liên tục là áp lực phòng ngự 1-1 đến từ các cầu thủ Gonzaga. Test Hill không có nhiều lựa chọn dứt điểm mà bây giờ buộc phải một tình huống chọc khe rất hay đến từ Thảo My. Xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương luôn. 52-34, lại là 18 rồi. 3 phút 10 giây. Cú ném mít ngay, không có điểm được ghi. Rebound từ Ezolito, rất chắc tay. My tiếp tục là người cầm bóng lên. Hai bên hôm nay đã có 8 điểm, 3 rebound và 2 kiến tạo. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, hai bên tiếp tục cắt vào trong và 2 điểm tính nữa dành cho hai bên. Rất hiệu quả trong khu vực bảng rổ. Điểm số thứ 10 và kiến tạo vừa rồi thuộc về E-Dream. 54-34 và thêm một timeout nữa đến từ Santa Clara. 20 điểm cách biệt. Santa Clara, it's brought to you by Heffernan Insurance, and after three straight home games, now they've got three straight road games coming up, which will begin Saturday afternoon over in Moraga against St. Mary's. Always a lot of fun when those teams get together. That'll be a big matchup against a strong St. Mary's team, and you're right, we'll see if the Broncos can get some road wins. Broncos will be back at home on February 8th to take on San Diego. Only have one timeout remaining now. 2:43 on the clock here in this third quarter. Rồi, chúng ta quay lại với 2 phút rưỡi cuối của hiệp đấu thứ hai. Flawley cách đang là 20 điểm. Đột phá vào phía trong, bóng trắng rổ ra ngoài. Một đường chuyền hơi khó của Thảo My dành cho Thảo My tiếng vừa rồi. Bóng đi hơi mạnh. Khoảng cách 18 điểm. 2 phút 10 giây. Một tiếng Ezolito truyền khôn ngoan. Rất nhẹ nhàng. Thì chỉ 17 điểm, 9 rebound, 5 kiến tạo, sắp có double-double rồi. Cú ném mid-range, không có điểm được ghi. Rebound rất mạnh mẽ và trọng tài bắt lỗi tấn công. Chính xác là một loose ball foul tới từ Santa Clara trong tình huống tranh rebound với E-Dream. Đưa bóng cho Thảo My. Khoảng cách vẫn đang ở mức 20 điểm. Nhìn chung là khá an toàn. Thảo My đưa lại cho cầu thủ mang số 1 của Gonzaga. Đột phá vào trong của Vi. Nhưng đường truyền thì đã bị bắt bài. Một chấm 5 giây. Đột phá vào trong thủ hay đến từ Ezolito. Thảo My. Đây là E-Dream. Broncos just really haven't gone any on any kind of sustained run in this game. Có screen. Chưa có khoảng trống, đường truyền ra cho Ezolito. Có khoảng trống, Cadeso 3. Lần này thì là 3 điểm, nothing but net. Tới từ pha ra tay của Thảo My. Quả ném 3 thành công thứ 4. Và là điểm số thứ 12 của Thảo My.
Sọt rổ luôn. Nothing but net. Với tình huống cắt and shoot ở góc không độ. 14 điểm 3 rebound. Thảo Vy chậm lại nào. 9 giây. Được chuyền nhanh. Behind the back crossover tuyệt vời nhưng lại không có điểm được ghi. Rất đáng tiếc. Mất một highlight rồi. Suýt nữa thì có highlight với pha behind the back đi bóng vừa rồi của Thảo My. Nhưng cú lay up thì lại đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Vẫn còn 0.6 giây. Và crossover tuyệt vời luôn của My. Nhưng mà tiếc thì bóng lại không đi vào rổ. Đây chúng ta cùng xem lại. Rất hay luôn. Behind the back loại bỏ được tới hai cầu thủ của bên phía Santa Clara. Rồi, khép lại hiệp 3. Tỷ số đang là 54-34. Mi bao nhiêu điểm rồi? Mi 12 điểm nha. Ném 4 quả 3. Rồi, trên sân của Gonzaga đang có E-Gym, có Thảo Vy, có Ezelito, có Bree Salabian, cùng với đó là Eliza, Holyshood. E-Gym đột vào trong, xoay sở, spin move hay và 2 điểm tính cho E-Gym. E-Gym có điểm số thứ 19 rồi. Test Hill đánh hay. Nhưng mà một mình Test Hill là không đủ. Qua người chưa thành công. Một pha xử lý hay. Pull up, ném mid range. Chưa có điểm được ghi dành cho Santa Clara. Liên tục là double team ở mọi vị trí của Gonzaga. Quả ném 3 tráng ra ngoài. Rebound của Thảo Vy. Thảo Vy cầm bóng lên. Có khoảng trống này. Đưa bóng cho E-Gym, chuyền ra ngoài. Eliza chưa ném, bình tĩnh đưa lại cho Vy. Vy có screen. Tiếp tục là Vy, pull up, ném mid. Không có 2 điểm rồi. Số 0 bên phía Santa Clara. Đó là pha ghi điểm của Malia Latu. Có lỗi với Vy. Lỗi là của Madison Naro. Đúng rồi, E-Gym vừa nhanh, vừa khỏe, vừa khéo. Hội tụ đủ các kỹ năng chơi big man luôn đấy. Mặc dù nếu xét về mặt chiều cao thì E-Gym cũng không phải là một big man có chiều cao quá lợi thế. 61-38. Cách đang là 23 điểm. Thảo Vy. Chuyền dành cho Kelly Stokes. Bree Salabian. Chuyền vào trong của E-Gym. E-Gym và Emerson. Kèo này xử lý được. E-Gym ủi vào trong nhưng chưa được rồi. Lỗi tấn công. Trọng tài thổi offensive foul. Consistency, I think, is what's most impressive. She's now scored in double figures 27 straight games on the brink of a 13th. Và cản bóng chưa thành công của Calistoc. Đây là Pollard. Người cũng đã có điểm số 8 ngày hôm nay. Tại vừa thổi một lỗi nào đó từ Gonzaga. Lỗi của Vy. Đột phá vào trong. Emerson có một cú lay up tay trái nhưng cũng không có điểm được ghi. E-Gym là người bắt đầu rebound. 12 giờ back của Vy. Tiếp tục là Thảo Vy. Trong hiệp đấu cuối cùng này. Vy khờ bóng trông hài thế. Danh hài mà. Anh bóng rổ là phụ, tấu hài là chính. Nhìn Vy đánh vui vậy. Được cái là vừa vui còn vừa hiệu quả. Tình huống turnover của Santa Clara. Vậy là Thảo My đã quay trở lại sân. Hôm nay có tổng cộng 18 kiến tạo của Gonzaga. Được chuyền ra ngoài, E-Gym. Đây là có khoảng trống, Thảo My bắt và ném. Lần này thì không có điểm được ghi. Rebound cho Maxwell. Maxwell mid range. Có 2 điểm được ghi dành cho Maxwell.
đội bạn lú rồi. Đội bạn Luca lú rồi. Vì hai giờ bách bóng vào mông lại đi ra ngoài, còn hai bên ở ngoài vẫn rất nhiệt. Tassio phải quay trở lại sân. Khoảng cách 25 điểm rồi. Bree. Được chuyền ra dành cho Eliza. Eugene có khoảng trống, quyết định đột vào trong. Này thì to với chúng tôi này, nhưng mà giữ điểm không thành công rồi. Eugene được chuyền ra. Hôm nay những cú ném 3 không tốt lắm, nhưng những cú ném trung bình của Maxwell thì đang tốt trở lại. Tiêu ghi phải gần nửa số điểm của Santa Clara. Phải 12 giờ back của Thảo My. Hôm nay My có những tình huống 12 giờ back tương đối là thuần thục. Tassio 18 điểm, Harry bao 3 kiến tạo. Bảo một nửa thì cũng đúng rồi. Thiếu 2 điểm nữa là được nửa điểm. Eliza ném 3 điểm, không thành công. Hiệp này thì Gonzaga cũng đang hơi mất tay khi khoảng cách... À không, khoảng cách vẫn là 25 điểm. Kích ra ngoài, Hiraki. Muốn ném 3 điểm ngay. Lại hỏng rồi. Và hit check. Hit check từ Maxwell. Phản công nhưng mà ném 3 luôn. Ok. 68-40. Quả 3 đầu tiên thành công và 9 điểm của Brina Maxwell. 3 rebound và 1 kiến tạo. N1 với tình huống phạm lỗi với Tassio. Tassio cũng vẫn gánh. Gãy lưng luôn. Bây giờ ghi một nửa số điểm thật rồi. Đội ghi được 42 điểm thì một mình Tassio ghi 20 điểm. Chuẩn bị là 21. Đây là lịch thi đấu tiếp theo của Gonzaga này. Có 3 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Hai trận tới đây sẽ là hai trận liên tiếp làm khách. Quả ném phạt thì như là không thành công. Hit check là sao á? Hit check ở đây là H-E-A-T nhá. Tức là kiểu cháy. Hit check tức là đang cháy, thế rồi kiểu cầm bóng lên ném luôn, gọi là hit check. Kiểm tra lửa. Kiểm tra độ nóng của tay. Như vậy là có một timeout đến từ Gonzaga. Không có muốn cầy đâu. Rồi. Ném của Maxwell thực sự hot hand. Hai quả ném 3 thành công. Liên tiếp back to back 3 và một tiếng thủ hay nữa. Maxwell đùng một cái lại có 12 điểm rồi. Hai chín tết vừa dồn khổ qua vừa coi hai bé. Khéo là tôi vừa cuốn em vừa bình luận đấy. Mình 29 tết chắc là vừa cuốn em vừa bình luận. 71-42, 29 điểm rồi. Casalito. Vừa có một tiếng phạm lỗi tấn công của các cầu thủ Gonzaga. Nói chung ném 3 điểm thì cũng khá là khó để duy trì được cái phong độ ổn định. Đặc biệt là với bóng rổ nữ. Nên là ném như Maxwell cũng là đỉnh lắm rồi. Ui, khỏe thế. Tài thổi lỗi của cao thủ bên phía Gonzaga. Hai phạt cho Emma Schaffer. Một phạt hỏng của Emma Schaffer.
But this is the second straight game against Gonzaga where, you know, the Bulldogs' defense has completely shut down the Broncos. Held them in the 40s. I think it has made it so frustrating because... Hai phạt chính xác. Anh em, một phạt chính xác. 41-43. Năm sau Mivi ra trường, Thập Cẩm có biết luận Gonzaga một nữa không á? Quan trọng là có người xem không thôi. Có người xem thì làm ngay. Có gì đâu. Muốn là được. Hai bên. Quan trọng là phải đông người xem. Như thế này, mọi người vẫn xem thì mình vẫn làm. Còn nếu như mọi người không xem nữa thì đương nhiên là cũng bỏ thôi. Đường chuyền vào trong và có hai điểm đơn giản được ghi. Đường chuyền cực kỳ hay đến từ Thảo My. Mọi người còn vẫn muốn xem thì mình đương nhiên là mình sẽ làm thôi. Destiny Burton là người vừa lên điểm, sau đó là Tessio tiếp tục có điểm được ghi. Nói chung là bọn mình có làm hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào cái lượng người xem. Người xem đông, xem nhiều, tương tác nhiều, chắc chắn là sẽ làm. Và né bóng khôn ngoan của Thảo My để kiếm về một quả bóng biên. Hybern, nó thực sự là một game đấu cực kỳ hiệu quả trong khu vực bảng rổ của Hybern. Điểm số thứ 12 rồi. Có lẽ là tầm cuối mùa giải thì mình sẽ có một cái vote để xem là mùa sau mọi người có xem tiếp không. Và bọn mình có làm hay không, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vote đó. Nên lúc đó thì hãng tính nha. Kiểu gì cũng sẽ có một cái vote để cho mọi người vote. Nếu có lượng người xem đông thì chắc chắn mình sẽ làm. Hiệp đấu này field goal của Gonzaga là 4-4. Santa Clara có bonus rồi khi Gonzaga mắc lỗi lầm đội thứ 5. Nhưng mà cũng chả sao. Khoảng cách bây giờ là 30 điểm rồi. Destiny Burton đưa bóng cho Mi. Hybern ném 3 luôn. Ném 3 thành công luôn từ Hybern. Hôm nay Hybern ném miễn chê luôn. 15 điểm của Hybern. Sau khi hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình trong khu vực bảng rổ thì Hybern quyết định lùi ra ngoài thực hiện một quả ném 3. Thành công luôn. Nhân. Này có 15 điểm, 4 rebound và 2 kiến tạo. 78-45. Tổng cộng có 23 kiến tạo hôm nay. Quả ném 3 điểm không thành công từ Santa Clara. Ném rổ thành công vừa rồi thì dàn bench của Gonzaga nhảy dựng hết cả lên để ăn mừng cùng với Destiny Burton. Đột phá vào trong, lay up, không có điểm được ghi rồi. Hybern Burton. 82-45. Khoảng cách này là mấy điểm rồi? 37 điểm rồi. Sắp x đôi rồi. Và một turnover của các cầu thủ Santa Clara. Ui, Ezolito chuyển qua hệ tâng bóng luôn rồi. Mi mấy điểm rồi á? Mi 12 điểm. Chris Salabian. Chuyền dành cho Destiny Burton. Đây là Clyde O'Connor. Bree có khoảng trống, quyết định chuyền bóng cho Cali Stoke. Destiny Burton làm quả 3 luôn cho máu. Vẫn đang liên tục luân bóng, còn 13 giây. Đưa bóng cho Clyde O'Connor. Đây là Burton. Pull up mid-range. Lần này thì không có điểm mất rồi. Maxwell nhoi vãi. Chưa ném xong đã định ra ăn mừng rồi. Flawley. Ba mươi sáu giây. Thủ tục thôi. Thì ông ném mid-range. Không có điểm rồi. Rebound từ Claire Corner. 28 giây cuối. Có lẽ là Gaback Time rồi. Lựa chọn của Gonzaga sẽ là đưa trận đấu vào Gaback Time và không tấn công nữa. À không, vẫn còn tận 8 giây. Không, có lẽ là hết luôn rồi. Như vậy sẽ là chiến thắng cách biệt lên tới 37 điểm dành cho Gonzaga trước Santa Clara trong trận đấu áo đen và đánh sân khách.
Hôm nay người dẫn đầu ghi điểm của Gonzaga vẫn là Ijim với 19 điểm và 13 rebound. Một cú double-double. Xếp sau vẫn có những cái tên như là Maxwell 12 điểm. Thảo My 12 điểm với 4 quả 3 và 6 kiến tạo. Còn Thảo Vy hôm nay cũng có 14 điểm và 5 rebound. Rất ấn tượng. Và chúng ta sẽ tạm nói lời chia tay nhau ở đây. Anh em nào còn xem NBA thì có thể sang xem và hẹn gặp lại vào lúc 10 giờ trong trận đấu giữa Golden State Warriors và Sacramento Kings. Sau đây khoảng hơn tiếng nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. 10 giờ anh em nào xem Warriors thì nhớ đồng hành cùng mình nha. Construction, building the future of Santa Clara Athletics by Lux Bus America, covering more ground in more places. By Pizza Chicago Santa Clara, serving the community since 1991. And by One Workplace, creating spaces that inspire and transform the way you work. Well, some of the final numbers in this game, Gonzaga ends up shooting it at 54%.